Hiếu Minh Audio xin mến chào toàn thể các bác, các anh em yêu âm thanh trên mọi miền tổ quốc nhé. Thì hôm nay bên em lại về mã quản lý nguồn quen thuộc của DBX mang tên là VS1028. Với quản lý nguồn này cũng cấu tạo tất cả là bằng chân bằng nguồn đồng mình nhé. Chân là nguồn đồng 100%. Vì nguồn đồng nó tiếp điện rất là tốt và không bị rỉ. Nếu các bác nào mà lấy vào nguồn chân bằng nguồn sắt ấy thì đời nó rất là kém bền và rỉ rất là nhanh. Thì cái con 1028 này tất cả chân đồng và được thiết kế gồm có 10 cổng ra, 8 cổng sau và 2 cổng trước. Với cái mẫu quản lý nguồn VS1028 này thì đã rất là nổi tiếng trên thị trường rồi, em không phải nói lại nữa. Và với cái công nghệ hiện đại trong thời điểm hiện nay thì liên tục ra những sản phẩm mới và các thiết bị karaoke mới cùng với các mẫu quản lý nguồn mới. Thì sản phẩm của nó ngày càng chất lượng hơn, giá thành ngày càng rẻ hơn. Và với năm trước thì những cái con quản lý nguồn có tính năng như VS1028 này thì giá của nó là phải 1,8 triệu, 2 triệu. Nhưng năm nay thì nó đã rất là êm và mềm cho các bác. Tất cả các bác có thể sắm được trong khung giá rất vừa phải và bình dân các bác nhé. Thì với cái giá thì em đã ghi trên màn hình để trên tiêu đề. Thì các bác nào có nhu cầu thì liên hệ. Xét lại về một chiếc quản lý nguồn các bác nhé. Một chiếc quản lý nguồn thì có tính năng là gì? Thứ nhất là bảo vệ nguồn và bảo vệ các thiết bị karaoke trong gia đình của chúng ta. Cái thứ hai đó là có thể điều khiển từng thiết bị riêng biệt. Cái thứ ba là có thể tắt tự tuần hoàn coi nhé. Đây em sẽ bật tuần hoàn qua xem đây. Đây các bác để ý nhỉ, đấy một thiết bị tức cái quản lý nguồn hiện đại là có thể bật tắt tuần hoàn các bác nhé, bật tắt tuần hoàn. Em sẽ bật lại lần nữa cho các xem khả năng bật tắt tuần hoàn của VS1028. Đấy. Và cái đặc điểm nổi bật của con VS1028 này là gì? Là có thể điều khiển tắt mở từng các thiết bị riêng biệt mà các bác không mong muốn. Với cái giá thành rất là hợp lý nhưng chức năng của nó rất là dồi dào, thì em nghĩ với cái tầm giá này thì không có cái quản lý nguồn nào vừa chất lượng vừa nhiều tính năng như con này. Có thể phải nói là con này trong tầm giá nó là vô địch các bác nhá. Đây các bác xem này, ví dụ như em không thích dùng thiết bị cổng 8 thì em tắt đi. Đấy thì nó không sử dụng nữa. Ví dụ như em tắt cái cổng 1 này đi thì sẽ có một cái quản lý nguồn tắt ở dưới đây các bác nhá. Đấy. Em tắt cổng 2 này đi thì sẽ có cái này tắt đi này. Đấy, các bác nhìn rõ chưa? Cấu tạo của con này thì nó là bằng màn hình xịn màu xanh các bác nhá. Cái có một số quản lý nguồn thì nó hiển thị cái màn hình rất là nhỏ và màu đỏ. Thì cái quản lý nguồn đấy thì hiện tại bên em không làm và không nhập nữa. Em chọn những cái thiết bị mà quản lý nguồn nó chất lượng đảm bảo cho các bác, và càng chất lượng bao nhiêu thì cái dàn karaoke của chúng ta càng được bảo vệ tốt hơn bấy nhiêu các bác nhé. Thì em quay lại cấu tạo đằng sau cho bác xem. Đây 100% các cổng cái đó ngoài cái cửa đấy, các cổng của nó sẽ là bằng nguồn đồng các bác nhé. 100% là nguồn đồng này, 100% nguồn đồng. Đấy, cái thưa các bác là cái vừa rồi là ánh sáng hắt vào hơi khó này này. Xin lỗi thông cảm các bác. Và thứ hai là tiếp tục các bác nhìn đây, tất cả các sản phẩm của Hiếu Minh được rất chọn lọc, rất cẩn thận qua các khâu tuyển chọn, và hàng được đóng mác kiểm định tem QC hết các bác nhé. 100% là mác kiểm định tem QC hết. Hồ cà rốt, dây nguồn thì rất là to. Sản phẩm này thì không phải nói lại nhiều nữa vì em đã bán rất là nhiều rồi. 8 cổng sau và 2 cổng trước, thiết kế mặt màu đen rất là đẹp, hợp thời trang. Đấy thì các bác nào có nhu cầu thì liên hệ đến Hiếu Minh Audio, địa chỉ 451 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội. Điện thoại 0919182233. Số Việt Theo là 01689840238. Tất cả các bác có nhu cầu thì xin vui lòng liên hệ đặt hàng. Xin vui lòng liên hệ đặt hàng các bác nhé. Bên em không yêu cầu các bác đặt cọc gì cả. Các bác đều hầu hết là có tuổi rồi nên nó rất là uy tín. Bên em rất có niềm tin với các bác. Các bác chỉ cần liên hệ cho địa chỉ, số điện thoại. Bên em sẽ gửi hàng tận nơi. Khi nhận được hàng các bác kiểm tra thay rồi mới phải thanh toán. Xin cảm ơn các bác đã theo dõi và xem clip này. Xin thân mến và hẹn gặp lại các bác ở trong các clip khác. Xin chào các bác nha.